mục đích sử dụng và nhu cầu của từng gia chủ và quý vị đang mua nhà như thế nào, ở đâu và mục đích kinh doanh hay là ở hay là làm một mục đích con cái, thì Ngọc sẽ tư vấn riêng chi tiết cụ thể và đặc biệt là có quý vị cho từng phong cách nhà quý vị luôn. Vậy thì ở đây Ngọc chỉ nói sơ bộ là chỉ có 10% thôi, thì điều đầu tiên đó là Ngọc đi vào và nhà trọ. Nhà trọ thì nếu đi ở thì quý vị biết cửa nhà trọ của mình, cửa lớn thì quý vị sẽ xài ổ khóa và bên tay trái của nhà trọ nên nhà gương, kế dưới cái gương là cái bàn và cái ghế mình để đối diện cửa nhà trọ sẽ tốt, và cái đó mình phải xì lên hoặc là đối diện cái bếp hoặc cái sàn nước thì kế bên chổi mình sẽ để sau lưng cái cửa, nằm phía nhất sau cái cửa và xe để ở kế bên cái chổi để dễ dùng hơn. Và nơi ngủ của mình, nếu là nhà trọ có gác thì quý vị để chỗ ngủ và chỗ học làm việc ở trên gác, mọi thứ của mình nằm ở trên gác hết. Nên nếu như không có gác thì chỗ ngủ của mình sẽ để nằm mé ngoài cửa sổ, hoặc là cửa sổ nó nằm kế bên cửa lớn thì điều này sẽ tốt cho bạn cũng như chủ mình. Nhà trọ nằm ở vị thuê ở, có đặc điểm nữa thì nên lập bàn thờ ông thần tài của điện nhỏ được có lòng thôi được rồi, để ông giữ nhà cho mình. Và ở theo như tâm linh á thì ông thần tài của điện mà quý vị ở nhà nào cũng được, có thần thờ và có thờ thần á thì ông sẽ phù hộ với mình mọi chuyện tài lộc xung xung túc và nó may mắn cho cái thần thờ này. Và thờ quý vị nên nhớ đốt nhang khi rời nhà rồi, không đốt nhang quý vị. Và ông thần tài của điện thì nên đặt ở đâu ạ? Ở góc bên trái cái cửa của nhà trọ này sẽ tốt, góc trái quý vị. Rồi căn nhà thứ hai là chồng sẽ tư vấn qua là nhà nông thôn hay còn gọi là nhà sàn cũng được. Nhà nông thôn thì thường là mình xài ở đá hoặc là mái tôn, nhưng mà cửa của mình thường cũng là cửa kính hoặc kính nhôm thì sắt. Nhà sàn thường mình xài cửa gỗ, toàn bộ của mình là gỗ hết. Vậy thì để ở cửa thường nằm nhà nông thôn, cửa chính giữa cửa đóng với căn nhà nên để ở chính giữa, chính diện nhà không có gia chủ. Thứ hai là gian bếp bên trái trái nhà thường đặt ở bên bên tay phải, gian bếp trái bếp thì giờ đặt bên phải và nó sẽ nằm dưới bên sau. Rồi còn phòng ăn phòng ngủ thì mình để bên trái thì nó dễ tốt. Còn bàn thờ thì mình mở cửa chính giữa vô là mình sẽ thờ là tốt. Đó là bàn thờ ông bà tổ tiên và bàn thờ ông địa. Nếu như mình nhà mình ở mà mình kinh doanh buôn bán á thì quý vị nên để thờ ông thần tài thổ địa ở góc trái hoặc để chính diện cửa sẽ tốt. Và cái điều quan trọng này quý vị ơi, 99% nhà ở Việt Nam khi mà đặt bàn thờ thần tài thổ địa thiếu cái này thì ít may mắn. Mà muốn có may mắn hơn, quý vị nên xài đồng tiền hoa mai vàng mặt hình mình đặt ở năm góc. Ví dụ như là đây là cái bàn thờ ông thần tài thổ địa. Bên đây hay không, một bên là ông tài bên phải, ông địa bên tay trái, rồi cái hoa mai đó mình đặt ở đây năm góc mặt hình. Quý vị hãy tìm mua cho được cái hoa mai mặt hình nha quý vị, đặt năm góc và cái chung nước thờ ông để đây. Rồi cái đỉnh nhang nằm đây. Rồi ở giữa, ở đây cũng có thể nhiều ông, hoặc là đôi khi mình lắp tủ kính cho ông ở cho nó sang và sạch hơn. Rồi mình nhang thì mình thường để bên tay trái, bông chân thờ ông mình để ở góc bên tay trái, nhang là bên tay phải là hợp nè, nhang. Rồi trên đầu ông, lưu ý quý vị nhớ dùm Ngọc, trên đầu ông không để cái gì hết. Con nó để, lỡ mà có để một chậu bông thì cũng được, một chậu kiển nhỏ. Đừng để cái gì nặng nề lên đầu ông quý vị. Có rất nhiều người Ngọc thấy cái bàn thờ, trời ơi, trên đầu ông bày biện bông hoa lá hẹ, giấy tờ, rồi kéo nữa.
có người dám xài kéo mà để trên đầu ông luôn, sao được, được không? Mọi thứ trên đầu ông phải để cho ông nhẹ, để ông phù hộ mình tài lộc xung vầy và mọi thứ may mắn phát đạt, khen thịnh vượng, tất cả những điều tốt đẹp đó của gia đình mình được làm được việc bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy, là phải đi từ bàn thờ mới địa chứ, chăm sóc một thứ gì cho tốt đi, ông sẽ coi nhà giúp mình giữ được tài vận, được không ạ? Và cái hoa mai này quý vị rất dễ dàng mua những chỗ thờ phụng, hỏi là có ngay. Kiểu nhà thứ ba đó là nhà lầu, nhà bao nhiêu lầu cũng được, thì trong mỗi căn lầu, đặc biệt là lầu trệt, cửa của mình sẽ thường xài cửa nhôm hoặc cửa sắt, cửa remote điều khiển cũng có này ha. Thì quý vị các bạn sẽ thiết kế đường đi lên, và quan trọng là bàn thờ ông bà tổ tiên á, mình nên để ở trên lầu, hạn chế không để dưới đất, nếu như nhà lầu không bao giờ người ta để bàn thờ dưới đất nha quý vị. Và bàn thờ thường á, nếu là Ngọc thấy là nhà lầu á, bàn thờ để ở, nếu là ông bà và thần Phật, có những nhà người ta thờ tới Bồ Tát luôn, có tượng Bồ Tát, có Phật trong nhà luôn, thì mình sẽ để ở cái lầu cao nhất, lầu sân thượng, để trống. Sân thượng thường để trống hoặc làm sofa đồ, hoặc sân thượng của mình sẽ là một khu vui chơi, là một cái vườn nướng cho cả nhà mình lên đánh nướng đồ ăn. Ok, very good. Rồi, vậy thì tại sao ở đây ông bà và thần Phật mình nên để ở trên cùng, trên đỉnh của cái lầu? Vì đó là cái chỗ cao nhất, mọi thứ trong cuộc đời mình đều do ông bà và thần thổ địa đem lại, cho nên mình phải để mình thể hiện sự kính nể, để trên chỗ cao nhất chỗ mình ở là tốt. Rồi, vậy thì tầng trệt của nhà lầu mình sẽ để cái gì ạ? Đầu tiên là cái cửa ra vào. Bên tay trái cửa thường là mình sẽ để kệ dép, kệ dài, kệ nón, chìa khóa vân vân, rất nhiều thứ. Rồi bên tay phải, nếu là phòng khách quý vị làm ở tầng trệt luôn cũng tốt. Bên tay phải là phòng khách là đẹp rồi đó, là bộ bàn ghế ha. Rồi bàn thờ của ông địa để ở tầng trệt luôn cũng tốt. Để tầng trệt để ông địa giữ nhà giúp cho mình. Bàn thờ ông địa nhà lầu á, thường người ta thích để bên tay trái. Rồi mình đi vào sâu trong cái lầu á, cái vị trí đặt cái lầu cầu thang rất quan trọng nha quý vị. Mình sẽ tùy vào hệ phong thủy đó tư vấn nữa, chứ không phải là Ngọc nói chung ở đây thôi. Thường là vị trí đặt ở giữa nhà, hướng bên tay phải là tốt. Nếu là cầu thang uốn, bên tay phải. Còn nếu như là cầu thang mà mình làm nhà bên tay trái là không bao giờ, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Và nếu là cầu thang á, mình làm mình đi lên theo góc cạnh á, thì ở phía dưới cầu thang mình nên để hồ cá, hoặc hồ cá, hoặc mình để trống một mà mình để trống chỗ để mình để nhét đồ thường sử dụng nhét ở đó, hoặc là đồ gia dụng trong nhà, cưa, ốc lết, cự lê, búa, dao vân vân, để sửa sang những đồ đạc trong nhà khi mà hư hỏng ha, thì mình để đó là được. Rồi phía sau cái lầu nữa là sẽ là gian bếp, có thể là bếp mình để tầng trệt là tốt nhất, bếp và nhà ăn. Thì ở đây Ngọc sẽ tư vấn kỹ hơn về cái bếp, vì đây là cái nguồn sống quan trọng cho cả nhà, đúng không ạ? Ở bên tay trái quý vị và các bạn đang nhìn là căn nhà có nhà bếp rộng. Thì điều đầu tiên chúng ta sẽ thấy rõ nhất là nơi đặt bàn ăn. Ở đây, đây là cái tủ lạnh. À, đây là bồn rửa tay, đây là cái bếp cảm ứng, bếp điện từ hoặc là bếp âm tường nha. Tủ chén mình đã đặt bên đây hoặc bên trên. Nếu là có máy hút chân không lên bếp thì càng tốt. Rồi cái sân sau nhà và cái sàn nước, cái WC thì mình sẽ đặt ngay sân sau. Rồi nếu là cái bếp hẹp và nhỏ, vậy thì bàn ăn mình cũng sẽ đặt ở đây. Như chén, tủ lạnh đặt kế bên và cái bếp với cái WC, cái sàn rửa cũng y như vậy. Cái cách bố trí hai bên, giữa bên rộng và bên nhỏ gần như là tương đương nhau. Và quý vị các bạn đừng nên để sai lệch vị trí, được không ạ? Để đúng vị trí này sẽ tiện lợi cho mình nấu ăn, sinh hoạt gia đình và tiết kiệm thời gian chi phí lau chùi.
rất là tuyệt vời khi mà mình lấy đồ ăn ra trong tủ mình nấu. Và Ngọc thấy đa số nhà bếp ở Việt Nam ít ai xài cái này lắm, mà các bạn không ngờ tới đó là tinh dầu xông. Thường mình nghĩ tinh dầu xông là mình hay để trong phòng ngủ đúng không ạ? Tại sao tinh dầu xông lại để nhà bếp? Tinh dầu xông mình để nhà bếp là mình có thể là để phòng khách, phòng ngủ, mà nhà bếp luôn là càng tốt. Vì khi mình nấu ăn, khi mà mình làm việc mình mỏi, mình vào trong bếp mình bật tinh dầu xông vô, mình ngửi mùi hương nó dễ chịu lắm, thoải mái và làm cho mình giảm bớt áp lực, hưng phấn hơn trong việc nấu nướng. Và bữa cơm xung họp với gia đình, khi mà ăn cơm thì mình tắt tinh dầu là được rồi, tốt rồi. Điều này làm cho mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu, hưng phấn. Và cái cuối cùng Ngọc sẽ giới thiệu với quý vị đó là nhà theo phong cách biệt thự, dinh thự hay là lâu đài. Ngọc chỉ nói sơ thôi, và cái quan trọng là đầu tiên là ở cái cổng. Cái cổng của dinh thự và lâu đài, mình sẽ trước cổng bao giờ cũng phải có hai con linh vật. Thường là người ta thích đặt sư tử đá mà. Có những nhà người ta thích đặt hổ đá, rồi thường sư tử là nhiều được ưa chuộng. Rồi mình sẽ dùng cửa kéo mở dễ, hoặc là mình dùng cửa bấm remote. Khi bước vào sân vườn thì hai bên nhà chúng ta, sân vườn thường mình thiết kế theo hai bên nhà sẽ tốt. Hai bên vách nhà, bên trái cửa, bên phải cửa có sân vườn, thì trong đó có hồ bơi, vườn thuốc nam. Nếu là bên trái thì sẽ để đu và cây kiểng, hoặc là một khu đất nhỏ để mình trồng rau, trồng rau ăn ở nhà thì thật là rất là tốt quý vị ạ. Rồi cái thứ ba là mình nói về nhà, tất cả những gì liên quan tới nhà: cửa chính, cửa sau, cửa sổ, phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, phòng sách, phòng riêng, phòng học, WC và hai dạng phòng: phòng thờ, phòng lưu niệm. Thì Ngọc sẽ tư vấn cụ thể chi tiết hơn khi mà quý vị các bạn liên hệ mua đất và xem đất cho chỗ Ngọc. Tư vấn về 10 điều sau. Thứ nhất là vị trí đồ đạc trong nhà sắp xếp như thế nào và số lượng của nó nên để bao nhiêu là hợp lý. Nơi lắp đặt, mua hoàn công, bạn sẽ mua như thế nào để nó tiết kiệm luôn. Cách sắp xếp, dọn dẹp, lau chùi, trang trí phòng và những vật gọi là linh vật phong thủy. Và cái 10 là bảo vệ. Nhà này Ngọc rất thích ở một chỗ đó, là mình nếu là đã là gia chủ mình ở những nơi này, biệt thự, dinh thự, lâu đài, cách tốt nhất để cho mình đảm bảo được sự an toàn, an tâm và bảo mật tất cả những gì trong nhà, mình nên xài hệ thống cảm ứng. Hệ thống cảm ứng là nhà thông minh đó. Ở Việt Nam mình ít có ai làm được cái này, hầu như là ở nước ngoài mới có nhà biệt thự cảm ứng như vậy. Đây là một dạng hệ thống như là ánh sáng thông minh, chiếu sáng thông minh. Khi mà mình bước đến đâu, ánh sáng nó tự biết cảm ứng bước chân của gia chủ và nó chiếu sáng đến đó. Rất là thú vị và sang trọng và đẹp, tạo cảm giác hưng phấn và thoải mái cho chủ nhà. Còn hệ thống cảm ứng là quý vị các bạn dùng camera và iPad và điện thoại thông minh của mình điều khiển, như là một căn nhà biết nói chuyện với chủ nhân vậy đó quý vị. Là các anh chị khi mà rời nhà đi làm, đi du lịch hay đi công tác, thì mình biết người nhà của mình đang làm gì, ở đâu và như thế nào, sống là như thế nào. Mình nói chuyện trực tiếp với họ qua hệ thống này luôn, thông minh không ạ. Và hệ thống này tuyệt vời, không chỗ nó giúp mình bảo vệ tài sản kiên cố và cảm thấy an toàn lắm. Hầu như là không bao giờ bị trộm, không bao giờ luôn. Trộm không thâm nhập được đâu, nó vô được cũng chừng nó ra không được, nó vô được nó chắc chắn công an tóm nó luôn. Và lắp đặt cái hệ thống này á, thì anh chị chỉ điều khiển căn nhà của mình bằng những cái lít ngón tay qua cái máy của mình thôi. Khi mà mình đi xa, di chuyển xa nhà, thì ai đến gần nhà mình, ở trong nhà đang làm gì mình cũng đều phát hiện ra hết, mình thấy hết. Còn nếu như mình ở phong cách nhà này mà quý vị ở mà xài khóa, thì Ngọc nghĩ là quý vị đi ra đi vô đi làm, đôi khi mình cũng phải phập phòng lo sợ, cũng sẽ có, mình cũng sẽ bị áp lực, dễ bị áp lực tinh thần lắm. Mà nếu như đi xa mà nhờ được người tin tưởng ngủ ở lại đêm giữ nhà mình á, thì mình có sẵn hệ thống cảm ứng thông minh, nhưng mình sẽ khỏi cần phải tốn tiền bảo vệ, tìm người bảo vệ. Đó là điều tuyệt vời. Rồi hôm nay thì Ngọc sẽ nói tới đây thôi. Toàn bộ những gì Ngọc nói và viết nó chỉ có 10%.
tùy vào từng kiểu nhà của quý vị khách hàng mà Ngọc sẽ nói chi tiết hơn cho quý vị các bạn dễ hiểu. Và kính chúc quý vị các bạn sẽ sớm liên hệ với Ngọc và tìm được một căn nhà ưng ý cho mình. Bánh chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị các anh chị.